Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh của mình TQ Tunes. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái khung giờ quen thuộc 19:30 và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình TQ Tunes. Ok. Như thường lệ chúng ta sẽ đi vào cái chương mục số 1, những dụng cụ Headstone. Đầu tiên hôm nay chúng ta lại gặp lại với một cái tô kẹp gỗ với size miệng nó là 23 cm, 230 mm, chiều dài là 230 mm ha, và độ mở hàm tối đa cũng rất là ưu việt. Tổng trọng lượng của Eto kẹp gỗ Record Anh này là 17 kg ha, 17 kg, và đây là một cái Eto thao tác nhanh, Eto kẹp gỗ thao tác nhanh với những cái thiết kế ưu việt đặc biệt và một cái trục vít me dạng xoắn ốc hình chóp, rèn vít me dạng xoắn ốc hình nón các bạn, hình nón ha. Đây là một cái thiết kế nó giúp cho cái việc mà trượt thao tác nhanh của nó, cũng như là cái cách mà chúng ta không thích thao tác nhanh thì chúng ta xoay từ tốn vẫn được ha. Sản xuất tại Anh các bạn, Made in England, Record. Size hàm nha, cái mã của nó là NO 52 1/2, 52 1/2 ha. Con này thì tình trạng khá đẹp và không có bị tật lỗi gì hết ha, không có bị tật lỗi gì hết. Sơn zin ở bên trong của nó là cái màu xanh tím này các bạn, mặt ngoài thì có bị cái sơn phủ. Cái này về chúng ta có thể vệ sinh, chúng ta dùng xăng thơm aceton gì đó chúng ta lau đi, tẩy nó đi thôi thì nó sẽ lộ ra cái phần sơn màu tím như thế này. Và đây là một cái thiết kế bắt ở dưới cái bàn, tức là bắt ngược từ dưới bàn bắt lên với bốn cái điểm kết nối. Phía trên phần kèm hàm kẹp á thì có bốn cái lỗ vít để chúng ta bắt cái hàm gỗ để chúng ta kẹp thao tác. Thế cái đời này thì mình cảm giác là nó cổ điển hơn là cái con mẫu đời trước. Con mẫu đời trước ở đây nó có cái phần một cái rãnh để gắn cái phần chặn giới hạn. Cái con đời này thì nó thiết kế nó hơi khác một chút xíu, các bạn thấy không? Ở đây nó không có cái phần thanh chặn giới hạn ha. Nhưng mà nhìn nó cái nét nó vẫn rất là cổ điển, rất cổ điển. Cái việc thao tác với phần thao tác nhanh, hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bạn. Hoạt động hoàn toàn bình thường. Mình lật xuống cho các bạn xem cái cơ cấu của nó đây. Cơ cấu thao tác nhanh của nó ha. Khi chúng ta đẩy cái lẫy này thì nó sẽ giải phóng cái vít me và lúc đó chúng ta chỉ việc kéo thôi, nó sẽ trượt trên hai cái thanh dẫn hướng này, hai cái thanh trụ dẫn hướng này. Thì tất cả mọi cái nó đều phô ra đây cho chúng ta nhìn thấy được những cái kết cấu của nó ha. Đây là cái phần dây thiều để chúng ta ép cái lẫy, giải phóng cái phần giữ cái phần vít me để chúng ta thao tác nhanh đó. Khi các bạn bóp cái lẫy này thì chúng ta sẽ trượt nó như thế này. Đấy. Hết sức nhẹ nhàng ha. Đây là cái độ mở tối đa của cái tô này nha các bạn. Độ mở tối đa của nó lên tới 34 cm. Rất là lớn ha. 34 cm. Và cái tô Record của anh này giao lưu cho các bạn với giá là 2 triệu 500 ngàn. 2 triệu 500 ngàn nha. Thế 2 triệu 500 ngàn cho một cái tô kẹp gỗ size khá là to ha, khá là to, cho phép chúng ta kẹp được những cái phôi gỗ lớn. Và cái việc bắt ở dưới cái bàn thao tác, bàn nguội, bàn gỗ của mình đó, nó giúp cho cái việc chúng ta giấu cái tô nó rất là gọn khi chúng ta thâu thâu cái tô lại. Nhắc lại ha, cái chiều rộng hàm này là nó được 23 cm nha các bạn, 23 cm, và độ mở tối đa của nó là 34 cm. Ok, thương hiệu Record, sản xuất tại Anh ha, tại Anh. Và cái mác gang của nó cũng khá là chắc chắn các bạn, mác gang rất là tốt ha. Mình đánh giá rất cao những cái con Eto của Anh dạng này, dòng Record này ha. Ok, 2 triệu 500 ngàn cho cái tô kẹp gỗ trọng lượng khoảng 17 kg, còn khá là đẹp các bạn.
Tiếp tục chúng ta đến với một cái dụng cụ tăng xích. Tăng xích. Thương hiệu này đến từ Mỹ các bạn. Rock by. Dưới xay ha. Rock by dưới xay. Thì trên bàn đây là mình có hai cây cùng thương hiệu y chang nhau ha. Một cây là hoa hậu còn một cây là mẫu hậu ha. Và tải trọng làm việc của nó vẫn là 9.200 pound ha. Max loss maximum của nó là 33.000 pound, tương đương khoảng 14-15 tấn, mà 14 tấn mấy ha. Tình trạng sơn zin hết, cả hai sơn zin và đều không có bị quá tải nha các bạn, không có bị quá tải. Trọng lượng của một cái cây này nè, của tăng xích ha, crop by nè, thương hiệu crop by của Mỹ ha, dưa xay ha. Đấy, dụng cụ tăng xích. Các bạn sẽ thấy cái món này nhiều nhất đối với những cái bác mà hay chạy xe container, dùng để chằng buộc những cái hàng quá cồng kềnh và nặng. À, ví dụ như những cái cuộn thép cuộn ha, những cái đồ to cần càng và phải dùng cái xích để chúng ta chằng buộc á, xích lớn thì chúng ta sẽ cần dùng đến những cái dụng cụ tăng xích như thế này. Tuy nhiên trên thị trường thì nó có rất là nhiều hãng sản xuất khác nhau, nhưng mà Robby vẫn là một cái đối thủ nặng ký nhất, và có thể nói là chất lượng crop by Mỹ chuyên về các cái hệ cẩu và cái hệ chằng. Nói về cái hệ chằng mà cái mức độ mà tải trọng lên tới 33.000 pound như thế này là phải nói là rất là kinh khủng nha các bạn nha. Đây, đây cái mã của nó rắp rắp 8 luôn ha, rắp 8 mà trong cái hệ chằng buộc á thì phải nói là rất là khủng khiếp ha. Cái mác Grab 8 là cái mác cao nhất của các hệ mà xích cẩu mà trong cái hệ chằng buộc mà họ đưa lên tới cái mác 8 luôn, là kinh khủng lắm nha các bạn nha. Ok, và giá giao lưu cho các bạn với cái cây này là 800.000, cây này là 1 triệu ha. Đây là 1 triệu. Nói chung là hoa hậu thì phải có giá, mẫu hậu thì cũng có giá khác ha, cho chúng ta có quyền lựa chọn. Tuy nhiên là cả hai đều sử dụng tốt và mình cũng đã kiểm tra là tình trạng không có bị quá tải, không có bị ngoát hay là ảnh hưởng gì ha. Chỉ là cái bề mặt là nước da nó xù xì nhăn nheo, còn cái nước da này thì nó còn cảm tương đối mướt mát thêm chút xíu. Ok, trọng lượng của một cái tăng xích này là nó rơi vào khoảng 6 kg nha các bạn, 6 kg. Chất liệu của nó là thép rèn đúc dập khuôn ha. Thép rèn đúc dập khuôn. Và giá mới cho một cái cây như thế này bán tại Mỹ thì nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu, và chúng ta phải tốn thêm hơn 2 triệu tiền ship từ Mỹ về tới Việt Nam nữa cho một cái cây này tình trạng mới tinh. Với cái mã này nha các bạn, chúng ta có thể search tới cái mã này, tải trọng maximum là 33.000 pound và tải trọng làm việc của nó là 9.200 pound. Xăm mình đầy người ha, cái đầu Mỹ lúc nào vậy, họ quên nên rất là kỹ các bạn. Những cái thông tin hệ chằng mà đưa lên tới Grab 8 thì phải nói là khủng khiếp. Thì thẳng đây cũng thông báo với các bạn là cái thùng quân sự M1 hiện tại là bên Tây Quy đã hết hàng ha, hết sạch nha các bạn ha, mười mấy cái mà hết sạch. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái thùng thứ hai, cũng là cái thùng M2 với cái kích thước như sau, cũng là cái thùng quân sự tương tự như cái kia ha. Kích thước là 62, chiều dài phủ bì nha, chiều ngang là 31 và chiều cao của nó là được 29 cm.
đi kèm là 6 cái móc khóa, mỗi bên có 3 móc ha, mỗi bên 3 móc, hai đầu nó có hai cái quai sắt bằng dây như thế này. Thì cái này nếu mà cái nào mà đứt dây thì chúng ta vẫn có thể xử lý thay thế rất đơn giản các bạn. Chúng ta tháo những cái con vít ở ngay đầu, tháo mấy con vít này ra, chúng ta thay cái dây gân khác thôi, cũng không có gì phức tạp ha. Và ưu điểm của cái thùng này là gì? Với cái kích thước như thế thì chúng ta đựng những cái tool có kích thước dài rất là tối ưu ha, tối ưu. Và cái thùng này chất liệu nhựa của nó cũng rất là dai và bền nha các bạn. Thùng hai lớp ha. Tình trạng là nguyên zin chưa có dọn dẹp vệ sinh ha. Nguyên zin chưa dọn dẹp vệ sinh. Thường là những cái nào mà về mà nó bị hỏng hóc, ví dụ như là bên kia là họ đục lỗ hay là họ cắt, họ làm gì đấy, thì mình sẽ bỏ ra mình sử dụng và mình test với nó trước khi mình giới thiệu cho các bạn. Tình trạng là nguyên zin chưa dọn dẹp vệ sinh ha. Đây, cái nắp của nó như thế này. Những cái thùng này là hai lớp các bạn, hai lớp ha. Nó giúp cho cái việc mà chống da đập này kia ha, khi mình sử dụng rất là ngon. Phải nói là chất nhựa nó cũng rất là dai, bề ngoài nó bị sơn phủ ha, bởi ở bên kia họ dùng cỏ đó họ sơn phủ thôi. Những cái tem họ cũng bị sơn liếp luôn, sơn liếp luôn. Thì vì là cái đồ quân đội mà người ta làm sao mà khi mà mình cất nó phải gọn gàng ở cái mức tối ưu nhất. Chính vì vậy họ thiết kế những cái ô vuông, ô hình chữ nhật phía trên nắp như các bạn thấy đây ha, để khi chúng ta chất chồng lên nhau thì những cái rãnh nó sẽ lọt vào những cái vị trí này. Nó giúp cho cái thùng nó không có bị xô lệch, không bị chạy và nó rất là gọn gàng. Nếu mà chúng ta sử dụng nhiều cái để chúng ta đựng đồ nghề, chúng ta cất vào những cái vị trí nào đó thì rất là tối ưu ha. Một số bác thì lại thích cái vẻ xù xì, những cái lớp sơn mà nó bị bong tróc như thế này, nó tạo một cái cảm giác gì đó nó gai góc, nó sương gió ha. Nhiều cái gu những anh mà thích chơi tool thì kiểu mà bụi bặm á ha, thì lại rất là thích cái dạng này. Một số bác thì không thích, thì chúng ta về chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta vệ sinh tẩy rửa đi. Chất nhựa của nó vẫn là chất nhựa màu xanh, hàng quân sự mà ha, khá là chắc chắn. Trọng lượng của một cái thùng này là nó gần 5 kg các bạn, nó khoảng 4,7-4,8 kg gì đó ha. Và cái thùng này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000. 380.000. Bác nào mà lấy số lượng từ 5 cái trở lên có thể alo trực tiếp cho mình tư quy để có cái mức giá tốt hơn. Ok. Và giá bán lẻ đề xuất là 380.000 cho một cái thùng quân sự to như thế này. Đây, mình sẽ đo cái kích thước lọt lòng. Hồi nãy là mình đo kích thước phủ bì ha. Bây giờ mình sẽ đo kích thước lọt lòng để các bạn chúng ta có thể hình dung và chúng ta có thể ướm thử ở nhà chúng ta có thể đựng được những cái món tool như thế nào ha. Kích thước lọt lòng của cái thùng này là 57 chiều dài, chiều cao là 27 và chiều ngang lọt lòng của nó là 26 các bạn ha. Và đựng được rất là nhiều đồ, rất là nhiều đồ. Và thêm một cái gợi ý nữa, những cái bác nào mà thích đi câu chơi dã ngoại ha, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái thùng này để chúng ta làm ghế ngồi được, rất là chắc chắn ha. Trọng lượng khoảng 70 kg đứng lên cái thùng này bình thường. Thứ hai nữa, chúng ta vẫn có thể dùng nó để đựng những cái đồ vật cần thiết để trên ô tô, như là những cái đồ sơ cua hay là đội những cái dụng cụ cần thiết ha. Những cái tấm tre hay là những cái bạt đệm hơi vân vân, máy bơm lốp gì đấy, chứa đầy trong đủ trong đây để trên xe ô tô. Chúng ta đi chơi, đi dã ngoại, cắm trại, camping gì đấy rất là thuận tiện và phải nói là rất là chắc chắn. Những cái đồ gì sản xuất cho quân đội thì phải nói là phải tối ưu nhất các bạn ha, ưu tiên hàng đầu. 380.000 cho một cái thùng quân sự. Trọng lượng khoảng 4,8 kg ha, 4,8 kg. Tiếp tục chúng ta đến với một cái món này cũng nặng nặng ký đây các bạn. Một cái ba lan dạng lắc tay, ba lan xích ha, dạng lắc tay nha các bạn.
tải trọng của nó là khoảng 3 tấn, 3 tấn nha. Thương hiệu là Fuji của Nhật nha, cái này Fuji của Nhật ha. Này, nó dùng cái xích đôi cho cái phần móc móc động này ha, dùng cái xích đôi. Chiều dài khi mà chúng ta tối đa hoạt động của nó khoảng chừng 1,5 m các bạn, 1,5 m với tới 2 m gì đấy. Hai chiều ha, hoạt động hai chiều. Ở đây nó có cái cần đảo chiều đây các bạn, một cái cần đảo chiều ở đây ha. Chúng ta đảo chiều nó như thế này. Cũng rất là đơn giản. Thương hiệu Fuji, tải trọng 3 tấn. Sơn zin màu xanh, có một cái tem nhôm phía ngoài nữa, kiểu dáng rất là cổ điển, rất là cổ điển. Đây là cái lẫy đảo chiều của nó đây các bạn, đảo chiều. Ngoài ra chúng ta có thể dùng cái núm này để chúng ta thao tác cho nó nhanh ha. Đây là xoay thao tác này, xích nó chạy nè ha. Đường kính cái xích này là nó 8 ly nha, chữ Nhật ha, chữ Nhật, logo Fuji. Trên thân nó có rất là nhiều cái điểm để bơm mỡ ha, những cái vú bơm mỡ để nó nuôi những cái trục cốt nhông, giúp cho thiết bị nó bền hơn. Tải trọng 3 tấn và trọng lượng bản thân của cái ba lan xích này là nó được 19 kg nha các bạn, 19 kg. Nhắc lại ha, trọng lượng của nó là 19 kg và giá giao lưu cho các bạn cái ba lan xích này là 1.600.000. 19 kg nha các bạn, và tải trọng là 3 tấn ha, tải trọng 3 tấn. Giá giao lưu cho các bạn là 1.600.000. Thương hiệu Fuji của Nhật ha. Một cái móc cẩu với cái size rất là nhỏ nhỏ, gọn gọn xinh xinh ha. Mà con này tải trọng nó khoảng tầm 2 tấn rồi. Đơn giản như thôi nhưng mà tải trọng được 2 tấn ha. Thương hiệu là Gunnebo Sweden, Thụy Điển ha. Nhưng mà bây giờ thương hiệu này cũng đã được Robby mua lại luôn rồi các bạn. Đây, chứng tỏ cho bạn thấy Robby rất là mạnh ha. Những cái màu sắc đặc biệt của nó như thế này, chúng ta sẽ bắt gặp với những cái thương hiệu như là của Gunnebo Sweden. Họ sơn một cái màu như kiểu vàng chanh mà nó hơi sáng sáng màu các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ bắt gặp thương hiệu Ru của Đức. Họ sơn một cái màu hồng còn bắt mắt hơn nữa. Lý do tại sao nhà sản xuất đưa ra những cái màu sơn nó sặc sỡ như vậy thì mình cũng chia sẻ với các bạn chút xíu qua cái sự tìm hiểu, cũng thời gian ngắn thôi chứ không sâu lắm đâu, nhưng mà mình thấy nó có rất nhiều cái điểm hay và thú vị. Thì sẵn đây mình giới thiệu về cái móc cẩu này thì mình chia sẻ với các bạn chút xíu. Thứ nhất, về cái màu sắc họ lựa chọn đó là những cái sơn đặc biệt mà theo công bố của nhà sản xuất là những cái sơn này nó sẽ đổi màu khi mà nó bị quá nhiệt, giống như kiểu mà chúng ta dùng những cái muỗng thìa ăn cho em bé vậy đó ha. Khi mà quá nhiệt thì nó sẽ đổi màu, thì cái màu sơn này nó đặc biệt như vậy đó. Tức là khi mà chúng ta dùng mà nó bị ở nhiệt độ thì nó quá nhiệt thì nó sẽ đổi màu. Cái màu sơn này thì nó sẽ báo cho chúng ta biết à, cái móc này nó bị quá nhiệt rồi thì nó sẽ không đảm bảo tính năng an toàn nữa. Thì đối với cái việc mà móc cẩu thì nước ngoài họ rất là chú trọng và đề cao cái việc an toàn lên hàng đầu. Những cái móc cẩu mà có hệ số khóa an toàn như thế này là được vào cái liệt vào cái dạng mà cao cấp. Cái móc cẩu này giao lưu cho bạn với giá là 300.000 một cái móc cẩu của Thụy Điển ha, thương hiệu Gunnebo, 300.000. Và với một cái việc nữa, thứ nhất là cái nước sơn là cái bảo vệ bề mặt cho cái thiết bị ha. Như chúng ta biết là cái bên nước sơn là cái cơ bản của nó là để bảo vệ cho những cái chi tiết nào đó mà chúng ta cũng cần sơn để bảo vệ bề mặt. Thứ hai nữa là cái tính năng an toàn, nó là một cái điểm cảnh báo cho chúng ta biết là cái sản phẩm nó còn chất lượng hay không. Một số cái móc cẩu của Ru, thương hiệu của Đức đó, thì họ làm còn kinh điển hơn nữa các bạn.
họ còn để cho người sử dụng có những cái cữ để chúng ta tự kiểm tra chất lượng cái móc xích luôn. Có cơ hội mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái móc cậu của Ru, rất là hay ho. Một thời gian ngắn thôi nhưng mà mình tìm hiểu được những cái điều hay ho đó, mình cảm thấy nó rất là mênh mông. Và những cái sản phẩm của những cái anh lớn trong cái ngành sản xuất móc cẩu hay là những cái chi tiết gì đấy nó liên quan tới đó thì nó, và nó là một biển rộng bao la để chúng ta học hỏi, không ngừng học hỏi. Móc cẩu của Gunnebo Sweden ha, có chốt khóa an toàn để chúng ta móc khóa ha. Tải trọng này nó khoảng 2 tấn nha các bạn, 2 tấn. Và lưu ý đối với những cái sản phẩm mà như thế này của Thụy Điển nè, của Mỹ ha, hay là của Đức, những cái thương hiệu tên tuổi nổi tiếng như thế này, hệ số an toàn của nó là thường là 5.1 các bạn, 5.1. Tức là ví dụ mà 2 tấn nhưng mà muốn phá hủy nó thì phải nhân lên gấp 5 lần thì mới phá hủy nó được. Rất là nhỏ gọn, chất liệu thép rèn, thép rèn. Có những cái sản phẩm người ta gọi là thép Thụy Điển, nó còn kinh điển hơn nữa ha, nó là ở một cái phạm trù khác, chúng ta sẽ bàn luận ở cái chuyên mục khác nếu mà có cơ hội chúng ta gặp được những sản phẩm như thế. Ok, một cái móc cẩu của Gunnebo Thụy Điển 300k sao nha. Tiếp tục một cái sản phẩm cũng liên quan tới móc móc cẩu cẩu gì đó, nhưng mà cái này là nó cái rồng rọc các bạn. Một cái rồng rọc của anh lớn Liên Xô ha, hay còn gọi là Nga, Nga bây giờ đó các bạn. Cái date sản xuất của nó là khoảng năm 1990, năm 1990. Date nó khoảng năm 90 các bạn. Một cái tem nhôm và cái vỏ phíp. Thì như các bạn biết đó, những cái anh nào mà chúng ta đã từng đi Liên Xô đi học tập hay làm việc gì đó ở Liên Xô cũ, là nước Nga bây giờ đó, thì phải nói là những cái đồ của họ sản xuất chất lượng không kém gì với lại Âu, Mỹ, vân vân, một số nước. Và đây là một cái rồng rọc chất liệu là phíp được sử dụng trên tàu biển, với cái phần móc bên đây là thép mạ kẽm, và cái nước mạ kẽm của nó rất là dày, mà rất là dày. Chất liệu cái vỏ phíp này cũng rất là đã, nhìn nó giống như là những cái bao của những cái cây cây lê của AK xưa ha, bao phíp như thế này. Đó là cái kỷ niệm thời thơ ấu của mình, lần đầu tiên mình cầm cái cây lê của AK mà từ một cái cô bán trái cây ngoài chợ. Nhưng mà săm soi mãi, lúc đó mình chắc cũng khoảng tầm 6-7 tuổi thôi. Săm soi mãi không biết cách nào để mở ra các bạn. Thực chất nó qua cái lẫy, chúng ta phải bấm cái lẫy chúng ta mới rút ra được. Đó là tính năng an toàn. Đấy, trẻ em nhỏ nhỏ là không thể nào rút ra được. Và thường những cái cây năm tác dụng như thế nó đi kèm theo AK và một số nước sản xuất sau này như là của Tiệp, vân vân. Và chất liệu cái vỏ nó lẫn vẫn là cái vỏ phíp tương tự như thế này. Nhìn nó rất là ấn tượng, rất là đẹp các bạn. Ở đây chúng ta có hai cái rulo chạy trên cái đồng rọc này, chúng ta có hai cái rulo và vẫn là chất liệu phíp luôn nha các bạn, vẫn được làm đúc bằng phíp và phíp rất là dày. Ưu điểm của cái này thì chúng ta sử dụng được cái môi trường biển nè, nước. Một số cái đồng rọc các bạn thấy trên những cái thuyền của Hà Lan đó, họ thường xuyên là phải dự sử dụng cái chất liệu là phíp và inox để tránh ăn mòn từ nước biển ha. Một cái móc, một cái bộ rồng rọc của Liên Xô sản xuất năm 1990 các bạn. Rất xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Khá là nặng nha, khá là nặng. Tình trạng của cái rồng rọc phíp này cũng còn khá đẹp. Các bạn có thể decor, trang trí và chúng ta có thể vẫn sử dụng được bình thường. Ta dùng nó ra để kéo cẩu những cái đồ gì đó nặng từ dưới đất lên trên tầng, trên mái gì đấy, hoặc là chúng ta dùng để treo những cái đèn hay những cái quạt nó viên tẹt ở trong cái workshop của mình, nó mang lại một cái hiệu quả hiệu ứng rất là lớn khi mà khách hàng tới mà ta nhìn thấy một sản phẩm nó cổ điển, nó đẹp mà nó giá trị như thế này. Miễn bình luận. Cái đồng độc này Zalo cho các bạn chỉ có 800.000, 800.000, rất là to nha, rất là to và đẹp.
Đây là chiều dài của nó từ thân dưới lên tới móc này nó khoảng tầm 47 cm. Chiều rộng nó hình hơi oval chút xíu nha các bạn. Chiều rộng của cái đồng rọc này là khoảng tầm 22 rưỡi. Chiều dày của nó khoảng 11 cm các bạn ha. Ok. Rất là xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Nhất là các bác có nhiều ký ức với Liên Xô hay Nga. Một món lưu giữ kỷ niệm gì đấy. Nó cũng có chút xíu liên quan tới tool ở đầu nghề á. 11 kg là cái trọng lượng của cái đồng rọc Liên Xô đó các bạn. 11 kg ha, một cái cục phít mà nặng tới 11 kg. Một cái cơ duyên mà mình gặp được một cái lô cán búa của Mỹ và cái hàng xưa tồn kho mới tinh chưa sử dụng rồi. Mới tinh chưa sử dụng nha. Chất liệu của những cái cán này là gỗ ốc chó mà. Hickory gỗ ốc chó đó. Ở đây chúng ta có hai cái dạng size, đây cái đầu tròn nè. Thích hợp cho các bạn chúng ta vô những cái búa bi, búa đinh nhỏ nhỏ này ha. Đầu tròn. Và một cái dạng đầu nó hơi dẹp hơn. Chúng ta có thể vô những cái búa dạng mà búa bồ rô rồi ha. Thì cái lỗ tra cán nó hình giống như kiểu hình dẹp như này. Có hai size như thế này. Và nhắc lại cho các bạn ha, đây là những cái cán búa Mỹ xưa tồn kho mới tinh chưa sử dụng. Và chất liệu cái gỗ của nó rất là chắc chắn mà. Nếu mà chúng ta tra vào cán cho những cây búa Mỹ, phải nói là nó tăng cái giá trị lên rất là nhiều lần. Cán búa thì nó có nhiều chất liệu gỗ và nhiều cái người thợ làm khác nhau. Tuy nhiên một cái cán búa zin, để chúng ta tra vào những cái đầu búa zin đẹp thì giá trị của nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Một cái cán còn sót lại cái tem thôi. Chữ nó cũng đã mờ rồi. Những cái hàng này hàng xưa trước 75 nằm ở trong kho và nó cũng được phun những cái chất bảo quản để mà tránh mối mọt. Tuy nhiên cái chất liệu gỗ của nó cũng khá là tốt nên chắc đây một số có một cây này nó bị đè nó hơi cong nhẹ các bạn. Hơi cong nhẹ. Những cái cây này là chắc chắn mình sẽ để lại để mình sử dụng rồi chứ không thể giao lưu cho các bạn được rồi ha. Và cả hai đều đồng giá nha, 150 một cây, 150 một cây. Chiều dài của nó như sau, kích thước chiều dài như sau. Chiều dài của nó là được 40 cm hết nha các bạn. Và phần đầu oval này mình đo cho các bạn để các bạn chúng ta đo với cái phần đầu búa mình xem nó có phù hợp không ha. Cái cây dẹp thì nó là một cái mặt là 16 ly và một cái mặt này là nó 27 ly. Cái cây tròn, đầu nó hơi tròn thì có không chung hẳn tròn đâu. Một cái cạnh của nó là 17 và một cái cạnh là 21. Chiều dài thì cả hai đều bằng nhau, đều là 40 thôi. 40. Có 5 cây dạng dẹp và 2 4 6 7 cây đầu tròn. Ok. Nhắc lại ha, chất liệu của nó là gỗ ốc chó và hickory. Được ứng dụng sử dụng trong những cái búa của Mỹ. Những cái cán dùng để thay thế cho những cái búa Mỹ. Và chất gỗ của nó sau bao nhiêu năm, mấy chục năm mà nó vẫn còn liền lạc và đẹp như thế này thì các bạn tự biết là cái chất liệu nó khi mà người thợ hãng người ta sản xuất ra và người ta lựa chọn một cái cán búa để tra vào cái đầu búa của mình thì người ta cũng phải có cả một cái quá trình nghiên cứu các bạn chứ không phải muốn lấy gây nào gắn vô cũng được. Giống như các bác mà chơi lo cũng sẽ hiểu được dùng những cái gỗ nào để mà đóng cái thùng lo cho nó tối ưu nhất, nó hiệu quả cái âm thanh khi nó phát ra, cũng là một cái bài học dài để mà chúng ta nghiên cứu ha.
Ok, 150 một cây nha các bạn. Thực chất á, trước đây mình cũng có mua một vài cái cán búa cũng là để là hickory hay là tháo từ những cái búa husky, búa này kia vân vân, ABC gì đấy. Nhưng mà thực chất là những cái dạng đó thì họ sản xuất ở nước thứ ba các bạn. Và chất liệu cái gỗ nó rất là mềm, rất là non. Ở đây mình cũng có đây, một cây nè, mình lấy ví dụ cho các đây, những cái cán búa như thế này. Thì người bán người ta cũng quảng cáo, người ta đập, người ta test các kiểu a con đà điểu gì đấy ha, ABC kính thưa các loại. Nhưng các bạn thấy cái đầu búa nè, thực chất là nó không phù hợp để chúng ta tra vào những cái búa vintage được ha, lắp vào những cái búa vintage. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái màu gỗ của nó vậy ha. Giống như hồi xưa mà mình xài đồ gỗ, ta chọn cái gỗ già, gỗ tốt, chất lượng. Còn về sau này là cây càng ngày nó càng ít đi rồi ha. Thì nhiều khi ta để cái thời gian mà đủ cái tuổi để mà ta khai thác á, thì nó quá lâu, nó không đủ đáp ứng, thì có thể người ta sẽ rút ngắn cái thời gian lại chút xíu ha. Thì giống như kiểu mình nuôi ong lấy mật ha, dù mà 6 tháng thì cái mật nó chất lượng hơn là 3 tháng vậy thôi. Thì cái gỗ nó cũng vậy, dù cái gỗ mà nó già thì cầm cái gỗ lên mình cũng cảm giác cái độ nặng đầm tay của nó, hoặc cái độ dai của cái gỗ nó, với lại cái vân nó cũng đẹp hơn. Còn cái cây gỗ mà nó non thì cái màu sắc của nó thì mình có thể mình nhuộm lên thì được đó, nhưng mà thực chất thì chính mình là cái người sử dụng, người xài thì không ưng cái bụng được ha. Nói theo kiểu người dân tộc, cái bụng nó không có ưng. Ok, một cái mỏ lết của Rick 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 Rick, dòng thế hệ đời đầu của Rick Rick, sản xuất khoảng năm 1930, size 14 inch. Size 14 inch. Đây. The Rigid Stone Company. USA 14. Tình trạng là hàm cũng còn khá đẹp các bạn. Hàm cũng còn khá đẹp ha. Cái cây mỏ lết của Rigid này giao lưu cho các bạn với giá là 350 ngàn. 350 ngàn. Con lăng càng. À, còn zin hết ha. 350 ngàn. Size của nó là 14. À, 14 thì nó khoảng tầm 350. À, 350. 350 ngàn cho cái cây mỏ lết của Rick Rick size 14 và thuộc cái thế hệ đầu tiên của Rick Rick nha các bạn. Cái logo nó nằm ở giữa chữ trademark, là thương hiệu được bảo hộ. À, cái bằng sáng chế của nó đây. Cái mã cái bằng sáng chế nó có đây. Chất liệu là thép rèn đúc dập khuôn. À, chất thép xưa nhìn nó rất là gần guốc ha. 350 ngàn trong cây mỏ lết răng, mỏ lết nước các bạn, mỏ lết nước của Mỹ. Vẫn là một cây mỏ lết của Mỹ nhưng mà dạng là mỏ lết ngang các bạn, mỏ lết miệng ngang. Và đây là một cái cây cũng là thép rèn, thép rèn. Cái bản quyền sáng chế của nó có từ năm 1922 nha các bạn. Có từ năm 1922. Rất là sâu tuổi ha, sâu tuổi. Và những cái cây thế hệ đời đầu thì thế này các bạn thấy ha, thép họ cuộn lại và họ tán chốt ha, tán chốt nhìn nó cảm giác nó rất là mộc mạc các bạn ha. Thép họ dập ra cái hình như thế này ha. Dập ra hình như thế này và độ miệng của nó cũng còn tương đối đẹp ha, tương đối đẹp. Có thể là một số bác không có cái gu tầm về cái dòng mà những cái dòng tuôn vintage như thế này. À, thì sẽ nói chung là sẽ không có cảm được à, không có cảm được những cái món như thế này đâu. Thực chất là những cái món này thì thuộc cái dạng mà anh em nào mà đam mê về cái tuôn vintage thì mới thấy được cái nét đẹp của nó và cái tính ưu việt của nó. Dưới cái cây những cái dòng này thì chúng ta sẽ tháo hẳn được cái rời cái hàm nó ra được luôn các bạn, để chúng ta vệ sinh rồi đó, để chúng ta sẽ tháo rời hẳn nó ra được luôn. À, đây cái miệng của nó thì nó có một cái độ nở nhẹ về một cái mép một bên này thôi ha. À, cái hàm trên này cũng vậy, cũng có một vài cái vết cấn cấn trong quá trình sử dụng mà à, không thể tránh khỏi được. À, và cái phần rang, phần họ tạo rang để con lăn nó lăn trên đây nè, cũng còn khá đẹp ha. Một vài cái điểm nó rổ rổ do nó xét ra, nó rổ rổ thôi chứ nó không có bị mòn hay là bị cấn dập hay gì hết, biến dạng gì hết.
Ok. Và thường những cái mollet cổ này được tặng kèm theo những cái xe ô tô cổ các bạn. Ưu điểm của nó là nó mở cái hàm khá là to nha các bạn. Này. Độ mở hàm của nó tối đa nó lên tới khoảng tầm 9 rưỡi 9 rưỡi cm. Một cái cây mỏ lết chiều dài khoảng tầm chiều dài tối đa chỉ có 27 cm thôi. Nhưng mà cái độ mở miệng của nó thì phải nói là hơn miệng cá voi nữa ha. Và cái cây mỏ lết ngang cổ điển của Mỹ này vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. 250.000. Một cái cưa của Nhật, một cái cưa của Nhật thương hiệu là Hattie Men Japan ha. Chiều dài của cái cưa này cả cán ha là nó được 37 cm, phần lưỡi không thì nó dài được 25 các bạn. Và tình trạng lưỡi còn ok hết ha, lưỡi ok hết. Đây. 3 series. Chất liệu lưỡi thép đen. À, dùng để xẻ ván, xẻ gỗ, cán nhựa, cầm nhẹ tay, thao tác rất là thuận tiện. À, cưa nhiều mà nó không có mỏi. Ok, cái cưa này giao lưu cho bạn với giá là 100 ngàn. Trăm ca cho cái cưa của Nhật. Một cái tủ điện bằng nhôm, toàn bộ bằng nhôm các bạn, chỉ có riêng cái phần bản lề và một số chỗ là họ dùng ốc inox, và những cái bát này là được hàn, và chất liệu nhôm này đặc được xử lý qua cái màu, nó lên một cái màu đồng như kiểu nhuộm các bạn, như kiểu hồi nhuộm. Và cái tủ điện này được làm bởi công ty hàng không vũ trụ Hoa Kỳ. Nghe nổi da gà chưa? Ghê chưa? Ở đây Minh Tây Quy có bán đồ hàng không vũ trụ. Không biết sắp tới có ai rã tàu vũ trụ để cho bán đồ linh kiện. Thương hiệu của nó đây các bạn. Đây, thương hiệu ở đây. À, trụ sở nó đặt ở Texas, Hoa Kỳ. Viết tắt là SAC. SAC. À, địa chỉ cái đó các bạn có thể search ra, nó có cái địa chỉ của nó đầy đủ, tên nó là Công ty Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ. Và cái tủ điện này mình chưa biết là nó được sử dụng ở đâu như thế nào, nhưng mà cái chất nhôm của nó thì phải nói là rất là xịn sò, thích hợp cho các anh em chúng ta dùng đựng tool, hoặc là chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng theo cái công năng của nó là một cái tủ điện hay là một cái tủ gì đấy. Và nó là rất là độc đáo và khó mà đụng hàng, khó mà đụng hàng. Kích thước của nó như sau: chiều ngang 37, chiều dài 66 và chiều cao 22 cm. Phía sau nó có bốn cái bát để chúng ta bắt lên tường như thế này, bốn cái bát để bắt lên tường, bắt lên vách, bắt lên cái chỗ nào đó mà chúng ta thấy nó phù hợp ha. Ok, và đối với những cái lỗ này mình nghĩ đây là những cái công tắc điện hay gì đấy, thì chúng ta có thể xử lý đơn giản là chúng ta có thể dán cái đề can hay gì đó, chúng ta che những cái lỗ này lại ha, nó sẽ thẩm mỹ. Và chúng ta dùng đựng tua đựng đồ thì nó cũng rất là ok. Ok ha, dán những cái tisker này rồi đó ha, ở nhà nếu mà có trẻ em thì tisker chắc chắn sẽ không có thiếu đâu ha. Đây, ở dưới đây nó có ba cái lỗ để luồn dây nữa nè. À, các bạn có thể hoàn toàn chúng ta dán cái đề can lại, hoặc là dán những cái sticker như bên Tây Quy dán này nè, à, những cái thương hiệu, những cái nhà sản xuất gì đấy, đề can, dán những cái đề can như bên Tây Quy dán này nè, à, nó hơi màu mè chút xíu nhưng mà nó nhìn nó pro liền. Ok, và cái tủ nhôm của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 1 triệu. Ở đây mình có hai cái nha các bạn. Ở đây là cái số 1 và cái số 2, nó sẽ đánh dấu số 2. Hai cái y chang, không khác gì hết. Giá là 1
triệu cho cái tủ của hàng không vũ trụ Hoa Kỳ. Nghe ớn ăn ha. Cái tem này là bằng nhôm nha các bạn, một cái tem nhôm rất là xịn sò. Vôn cao nha, đụng vô là điện giật á. Ok. Hoặc là một số anh có thể dùng cái này làm cái tủ để mà chứa tài khoản đen hay gì đấy, vân vân ha. Điện cao thế nguy hiểm, cấm sờ vào, có thể dán thêm những cái đầu lâu nguy hiểm gì đó lên đây ha. Các chị em cấm sờ vào. Mở ra cái anh giấu đồ chơi trong đây ha. Nhắc lại nha, cái tủ này là bằng nhôm nha các bạn, nhôm ha. Trọng lượng một cái này nó khoảng tầm 6 kg ha. Trọng lượng của nó khoảng 6 kg các bạn. Nhôm khá là dày. Và những cái bát này là được hàn hết các bạn, hàn kết nối luôn rồi. Rất là chắc chắn, cái mối hàn tích các bạn nhìn nè. Rất là chắc chắn ha. Những cái bát nhôm này nó dày tới nhôm của Mỹ rồi. Nhôm máy bay mà không phải dạng dừa đâu, dày tới 5 ly. Khó mà đụng hàn một cái tủ đồ chơi thế này. Ở chỗ Minh Tây Quy có bán đồ hàng không vũ trụ. Hải Hùng ha. Ok. Tiếp tục, thùng quân y còn một cái hay các bạn ha. Còn một cái final ha. Và mình vẫn giữ lại một cái để mình decor trong cái chỗ làm việc của mình. Và vẫn sử dụng đúng cái công năng mục đích sử dụng của nó, đó là thùng quân y, dùng để cấp cứu trong những trường hợp cấp bách, nhiều khi bị đứt tay đứt chân gì đó, mở ra có bông băng đầy đủ đồ chơi chẳng là mình sơ cứu liền. Ok, cái thùng này kích thước mình sẽ đo lại cho các bạn nào mà chúng ta chưa xem qua những video trước. Chiều dài của nó là 28 cm, chiều cao của nó là 18 và chiều rộng của nó là 15 rưỡi. Phía trong này được thiết kế là hai ngăn riêng biệt, đi kèm tặng kèm một cái kéo chuyên cắt bông băng của Đức nha. Cái kéo này của Đức rồi, Germany đàng hoàng ha, kéo của Đức luôn. Và một cái băng thun này dùng để garo hay gì đó ha. Ok, một cái dạng băng thun, nó được chia làm hai ngăn riêng biệt như thế này, và độ dày to nó khá chắc chắn nha các bạn, khá chắc chắn. Một cái giá ưu đãi cho khách hàng nào may mắn sở hữu được cái thùng quân y này, một cái thùng final sau cùng của đơn hàng lô hàng này, 200k cho cái thùng quân y này các bạn. Hồng thập tự, không một thủng mà to, nó khá là dày các bạn, cầm rất là nặng đầm tay nha, nặng đầm tay. Một cây búa chất liệu của nó là bằng đồng thau nha các bạn, và được mạ ken, được mạ ken, đầu búa được mạ ken. Trọng lượng của cái cây búa này là nó được 141 gram, 141 gram các bạn. Đây, nó bằng đồng thau ha. Chất liệu bằng đồng thau. Chiều dài cả cán và đầu 18 rưỡi. 18 rưỡi nha các bạn. Trên cái cán nó khắc một cái tiếng Nhật cái đây nè. Cái búa này giao lưu cho bạn với giá 150 ngàn. Đồng mạ ken, đã đồng mà còn mạ ken lên nữa ha. Nói tiện nói cái hàng final thì mình còn một cái món này cũng là cái final đây. Một cây dao phát quang của Mỹ, thương hiệu Ontario, và cũng là cây sau cùng của cái lô hàng mình nhập được. Chiều dài của nó là 45 cm tính cả cán nha các bạn.
45 cm tính cả cán. Thương hiệu là Ontario Knife USA, hàng của quân đội Mỹ các bạn, hàng quân đội Mỹ. Và cái dòng cán này mình nhắc lại là cái dòng cán cổ điển ha, với những cái rãnh fix ngón, những cái rãnh fix ngón giúp chúng ta cầm chắc tay. À, trong đây nó có cái viên đá mài mà viên đá nó còn lại một chút xíu thôi các bạn ha. Bao da, những cái chốt này là chốt đồng hết, chốt đồng hết, bao da, bao để đeo lên dây TB. Và giá ưu đãi cho cái cây sau cùng này là 1.500.000, thích hợp cho các bạn sưu tầm và chúng ta sử dụng đi rừng, cắm trại, camping để phát quang, bụi rậm, chẻ củi, chặt cây gì đó vân vân. 1.500.000 cho cái cây sau cùng. Một, và lưu ý là cái lưỡi nó các bạn về chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ mài nó bén lại nha. Ok, một cái dao phát quang của Mỹ và hàng cung cấp cho quân đội Mỹ nha các bạn, được sản xuất bởi hãng Ontario Knife, 1.500.000, có bao luôn nha. Ở nhà mà các bạn nào làm vườn rồi hả, chặt cây, chặt đồ phát quang rồi ha, rất là gọn các bạn. Chúng ta không cần cái lưỡi quá dài, với cái lưỡi này là mình thấy nó rất là linh hoạt để chúng ta sử dụng nó đa năng ở nhiều cái tình huống, không cần quá dài để chúng ta nó chặt thì khi nó vướng ha. Chuyên dùng để đi phát quang. Tiếp tục với những cái sản phẩm ưu đãi đây. Một cái ba lan tải trọng 1 tấn của Kito nha các bạn. Tải trọng 1 tấn của Kito. Tình trạng là cái dây xích và cái dây kéo nó thì nó xét xét thôi. Chúng ta về chúng ta sử dụng thì chúng ta miết riết thì nó sẽ bóng cái xích lên thôi, không có gì hết nha. Không có bị mục hay là quá tải gì hết nha các bạn. Chỉ bị rỉ hoen rỉ xét thôi. Thương hiệu Kito, máy gia băng tải trọng 1 tấn. Tình trạng hoạt động tốt đó nha các bạn. Tình trạng là hoạt động tốt nha. Và xích này, xích tải nó dài khoảng tầm 3 mét nha các bạn. Xích tải nó dài được khoảng tầm 3 mét. Dây đơn ha. 3 mét dây đơn. Đã được kiểm tra nhông bố và còn rất là đẹp. Vỏ nhôm, vỏ nhôm ha. Nắp cặp teo nó là nắp ton dập nha các bạn, nắp ton dập. Ok, cái ba lan này Zalo cho bạn với giá là 800.000, một cái mức giá phải nói là hết sức hấp dẫn và cạnh tranh. 800k, 1 tấn, tải trọng 1 tấn ha. Thương hiệu Kito, máy gia băng nè. Xuất qua thị trường, sử dụng cho thị trường trong nước nè, xuất qua Đức nè, xuất qua Mỹ được ha. Đạt những tiêu chuẩn của Mỹ, Đức cũng như là châu Âu, châu Mỹ. Kito một cái thương hiệu rất là mạnh nha các bạn. Kito đã đó, bây giờ đã bắt tay với lại CropBuy rồi. Chúng ta sẽ thấy là Crop by Kito. Wow, một cái móc cổ của Kanetsu tải trọng là 400 kg nha các bạn. Tải trọng là 400 kg, móc cổ thích hợp cho các bạn mà chuyên chúng ta cổ ton, cổ đồ nặng này kia ha. Rất là thích hợp, tải trọng nó được 400 kg. Ok, 400 kg, lực hít rất là mạnh. Lực hít càng mạnh khi cái mặt phẳng chúng ta càng lớn, và cái giống như là cái thép tấm này, như tấm thép tấm này đi ha. Và khi chúng ta muốn tháo nó ra khỏi cái bề mặt hít thì chúng ta phải dùng cái đòn bẩy này. Nó nhiều cái gối cam, các bạn thấy không, một cái gối cam lực tâm á.
bẩy nó lên. Thì lúc đó nó sẽ nâng cái mặt của cái 500 vĩnh cửu này lên. Thì nó sẽ giảm cái lực hít và chúng nó chúng ta mới tháo lên nổi. Đấy. Nó phải hỏng lên như vậy. Không nhúc nhích nổi. Tạm dừng đi gái. Đứng nó cười nữa. Không kéo lên nổi. Mặt bàn này nó nặng 63 kg các bạn. Mặt bàn thép này nó nặng 63 kg, dày khoảng chừng 8 ly thôi ha. Và khi một cái lực hít của nó chỉ có nửa viên 500 thôi, không thể di chuyển nổi. Chúng ta dỡ lên là dỡ cả cái mặt bàn lên luôn. Ây da. Phải nhờ tới quyền trợ giúp của admin. Cười gì mà cười. Tự nhiên cái cười. Bây giờ em làm gì để em giúp anh? Em không biết giúp gì. Đơn giản vậy thôi mà cũng không biết. À, nhờ. Thì cái chán ghê các bạn ha. Nhờ mà giờ nghe cái người không biết làm gì hết. Đứng cười không à, đứng nó cười không à. Nó thấy mình đang gặp khó khăn mà đứng cười không. Kiểu này trừ lương nha, trừ lương. Trừ lương cho mà biết. Rồi, đùa một tí cho vui thôi. Thì thực tế là khi mà chúng ta gặp những trường hợp như thế thì chúng ta chỉ cần dùng một cái kiểu như cái xà beng hay gì đó để chúng ta tiếp xúc cái bề mặt các bạn. Chúng ta bẫy nó lên như kiểu cái đòn bẫy cái gối cam này nè. Đó, thì nó hít xuống là không thể nào nhấc lên được. Các bạn dùng cẩu chúng ta móc cho chúng ta cẩu thì nó sẽ khiêng cả cái mặt bàn này lên luôn ha. Giá giao lưu cho cái cục cẩu từ tải trọng 400 kg này là 2.500.000. 2.500.000. Thì cái mặt bàn đây của mình á, là nó là thép tấm với cái kích thước là chiều ngang nó được 60 và chiều dài của nó khoảng tầm 1m3 là cái mặt bàn này, và chiều dày của nó là khoảng 8 ly. Chiều dày của nó khoảng 8 ly các bạn. 8 ly ha. Thì đối với cái mặt nó càng dày thì cái lực hít nó càng nặng. Cái này chúng ta chỉ việc dỡ cả cái bàn lên luôn mà, dỡ cả bàn lên luôn. Và muốn tháo nó ra khỏi thì bắt buộc phải có cái gối cam này. Tiêu hết chén cơm rồi. Nãy giờ quần tới quần lui tiêu hết chén cơm rồi. Đấy. Lên. Đó. Một số bác thì bị cái thanh này nó quặp xuống đây thì cũng không biết sao mà rút lên nổi nữa, nó hết cứng quá không biết sao rút lên nổi nữa. Thì chúng ta sẽ lật ngang nó như thế này. À, chúng ta dùng cái tay chúng ta đẩy nó qua. Để chúng ta xếp nó lên. À, khi chúng ta cẩu thì chúng ta sẽ đưa cái gối cam lên trên này, chúng ta móc chung vô đây để cho nó khỏi có đông đưa gì đó ha. Ok, 2.500.000 cho cái cẩu từ của Kanetsu, tải trọng là 400 kg nha các bạn. 400 kg này, cái mặt của nó này, cái mặt 500 của nó còn khá là đẹp ha, 500 vĩnh cửu. Và cái này thường hay được ứng dụng ở những cái chỗ mà chuyên ta chuyên làm thép tấm nè. À, di chuyển những cái tấm thép lớn à, thì người ta dùng những cái cẩu từ như thế này à. Ok,
Nhờ admin rồi đứng cái cười không. Thua. Thua. Tiếp tục qua những cái mũi vít 6 ly 3 thông dụng và số lượng vẫn là 12 cái. Trong đó có hai cái mũi hạt dưa tặng kèm các bạn ha. Hai cái mũi hạt đậu. Thì vừa rồi mình có nhận một cái cuộc gọi của một cái anh khách hàng, anh có thắc mắc là không biết là cái giá thành nó rẻ như vậy thì liệu chất lượng nó như thế nào. Thì hiện tại vừa rồi, trong thời gian vừa rồi, Minh TV giao lưu cũng cũng khá khá nhiều cái bộ này ha. Cũng xem cũng gần đâu đó cũng vài chục bộ ha, chắc cũng 50-60 bộ gì đó các bạn. Thì những khách hàng nào mà chúng ta đã mua cái sản phẩm này về và chúng ta sử dụng rồi, chúng ta có thể vui lòng để lại cái phản hồi bằng cách comment bên dưới để cho chúng ta có thêm những cái thông tin đối chứng về cái chất lượng của những cái mũi của Mỹ và của Nhật. Trong đây có một vài cái mũi của Nhật nữa các bạn, nhưng mà đa phần là của Mỹ. Với cái chân ngắn, nó ưu việt là sao, chúng ta sử dụng được hầu hết với tất cả các thiết bị máy, từ máy pin, máy hơi, máy điện ha. Kể cả máy chạy bằng cơm luôn cũng xài được ha. Ok. Thì anh cứ thắc mắc là anh phân vân là tại sao mà những cái mũi trên thị trường nó bán mấy chục ngàn một mũi, mà ở đây Minh TV bán tính ra chỉ có 10.000 mũi ha. Nếu mà mua lẻ, những cái mũi này mua lẻ thì giá nó khoảng tầm 12.000. Thực chất là nó quá rẻ so với cái suy nghĩ của anh. Thì mình cũng chia sẻ luôn là lý do là mình cho cái giá nó tốt như vậy là vì mình nhập cái số lượng nó cũng khá nhiều các bạn. Khá nhiều ha. Cũng mấy chục ký á. Thành thử ra thì cái giá thành nó được tốt thì mình chia sẻ cái giá nó tốt. Ok. Và giá vẫn giao lưu cho bạn với giá là 100.000 cho một cái combo mũi như thế này. Và hiện tại những cái mũi như thế này, size này thì mình còn cũng khá nhiều. Thì nói chung khi mà nó về nó lộn xộn mà, thì mình sẽ sàng lọc ra lựa theo cái kích thước, cái size gì đấy. Thì chung quy là cái size này nó cũng còn chiếm đại đa số. Thành thử ra những anh nào có nhu cầu về cái mũi ba ke mà thân nhỏ này ha, cái thân này nó chỉ có 5 ly thôi, nhưng mà cái chất thép của nó phải nói là rất là cứng rồi, chất thép rất là cứng. Những khách hàng phản hồi với mình về cái chất lượng của những cái mũi vít này rất là tối ưu, thương hiệu Apex này của Mỹ nha các bạn, Apex của Mỹ. Ok, 100.000 cho một bịch mũi này, chúng ta có 10 cái đầu dài và hai cái mũi hạt đậu. Tiếp tục một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cái con dội hay là trong miền Nam mình hay gọi là cái lập lòn đó các bạn ha. Trong dân gian mình hay gọi nó là cái lập lòn. Con dội thương hiệu đến từ Tajima của Nhật các bạn. Tajima. Và tình trạng là mới 100%. Trọng lượng của cái con dội này là 400g. 400g. Cái phần tay này ở đây nó có 500 nữa rồi, 500 ha. Và cuộn dây ở đây. Để chúng ta khi chúng ta lắp vào, chúng ta sẽ quấn dây vào cái phần thân này. Như đây. Phía sau này có những cái hình ảnh minh họa về cái cách chúng ta sử dụng cũng như là chúng ta lắp ráp đối với cái con dội này. Và cái con dội của Tajima tình trạng mới chưa sử dụng này giao lưu cho bạn với giá là 150.000. 150.000. Mới tinh chưa sử dụng ha. Đây. Một cái đội móc tải trọng là đẩy 5 tấn và móc 2 tấn. Ha. Tình trạng còn khá đẹp nha các bạn, tình trạng còn khá đẹp. Chiếc gió lại. Thương hiệu của KTC. KTC. Tuy còn rất là đẹp các bạn. Tuy còn rất là đẹp. Ưu điểm của những cái đội móc này là giúp chúng ta nhiều khi chúng ta muốn nâng
nhóm những cái đồ lên để chúng ta như đúc cái xe kéo, xe nâng gì đó. Đối với cái đèn, những cái đồ vật nặng mà nó có cái nó nằm sát cái mặt đất mà chúng ta không thể đúc những cái xe nâng hay cái đồ vô để chúng ta di chuyển được, thì chúng ta dùng cái đầu móc như thế này. Và chúng ta cũng có thể nâng những cái đầu gỗ cây gì đấy, nói chung là nâng vật nặng dùng cái cách thức móc. Nhắc lại ha, đẩy được 5 tấn và móc được 2 tấn. Đó là thông số của nhà sản xuất ha. Tình trạng ti còn rất là mới, cái đội móc của KTC Nhật này giao lưu cho các bạn với giá là 2 triệu. 2 triệu. Mã nó là MG50. Những cái con này thì đi mua mới thì đắt kinh khủng khiếp. Ti này còn rất là mới luôn, chưa có một cái vố vết xước vết gì trên cái phần ti nữa. Nước mạ chrome của nó còn xuất sắc luôn mà. Xả đội. Là cái chiều cao khi mà nó hạ thấp hết mức ha, thì nó chỉ cái phần móc nó chỉ cao có 2 phân thôi, 2 phân thôi, và cái phần đỉnh đội phía trên nó cao được khoảng tầm 23 rưỡi, 23 rưỡi cm. Phần đế rất là dày nha, mà đế rất là dày đẹp. Ok, 2 triệu cho một cái đội móc tải trọng 5 tấn 2 tấn của KTC, KTC Tool. Tình trạng khá đẹp, chưa bị quá tải. Thường những cái này mà nó quá tải là nó gịch, cái là nó phù cái ống này ha, rồi nó méo, nó trật đường ray với cái phần móc này là coi như là vứt, không sử dụng được các bạn. Tem kiểm định nó còn ở đây luôn. Đến với cái chuyên mục số 2, những dụng cụ sử dụng điện rồi. Hôm nay mình lại đến với những cái cây quạt đứt, nhưng mà những cái cây này nó có cái kích thước và cái công suất lớn gấp đôi những cái cây trước đây mình đã giao lưu, là trong cái video trước trước nữa mình có giao lưu những cái cây quạt của Đức như thế này, là một cái dạng quạt để tản gió, để giúp cho chúng ta lắp đặt ở những cái vị trí như là cái chỗ làm việc, vân vân, những cái workshop hay gì đấy, để mà giúp giải nhiệt rất là hiệu quả. Và những cái quạt công nghiệp như thế này nó cho phép chúng ta chạy với cường độ liên tục suốt ngày, và nó là rất là êm và cực kỳ bền. Đây là một cây quạt của Đức, sử dụng nguồn điện zin của nó là 230V một pha. Này. Nguồn điện vào của từ 200 tới 230V, tức là điện gia đình, điện một pha của mình đó ha. Công suất của nó với tần số 50 Hz là nó được 175W nha các bạn. 175W Made in Germany ha. Tem này bằng nhôm luôn đó nha, tem nhôm. Và nó là rất là xịn sò luôn, nó xịn sò luôn. Tình trạng nguyên zin, chưa có dọn dẹp vệ sinh ha. Cái cánh nó còn bụi bụi các bạn thấy không? Cái cánh nó còn bụi bụi ha. Và đây là cái chiều quay của cái cánh quạt nè. Các bạn để ý những cái cánh quạt này nó thiết kế cái đường cánh nó hơi cong, hơi mo, và trên mỗi cái cánh nó đều có những cái tán cân bằng động, và những cái con chốt tán cân bằng động này nó nằm ở nhiều cái vị trí khác nhau, và tùy theo cái vị trí mà họ cân bằng, nó có cái thì hai hai cái tán ha, có cái một, giống như kiểu họ cân cái lớp xe ô tô mình đó, khi mà họ quay cân bằng động thì họ thấy cái điểm vị trí nào mà nó chưa đạt thì họ sẽ tăng cái trọng lượng của cái cánh lên để cho nó đạt cái độ cân bằng tuyệt đối. Đối với người Đức là phải cái gì cũng phải là mức hoàn hảo nhất có thể nha. Và cái quạt của Đức này công suất 175W, điện zin một pha 230V, giao lưu cho các bạn với giá là 1 triệu 200 ngàn, 1 triệu 200 ngàn.
kích thước của nó như sau. Đây. Cái bề mặt vuông này là 54 cm. À, đường kính cánh của nó thì nó khoảng tầm 40, chưa tới 40 đâu các bạn. Cái lồng này nó hơn 40 ha, mình đo cái lồng nó đi. Lồng nó là 47. Nhưng mà cái đường kính của cái cánh quạt ở trong á thì nó tầm khoảng 38 thôi. À, khoảng 38 cm thôi. Ở trên đây nó cũng đúng nè. Germany ha. Chữ nổi hết. Germany. À, những cái con ốc bắc này là ốc lục giác bông hết nha các bạn, lục giác bông hết. Ok. Tình trạng còn bụi bặm hết, chưa có vệ sinh gì hết nha. Sản xuất tại Đức và chạy phải nói là gió mát, êm. À, không quá ồn, Tua con này nó chạy cái dòng tua nó cũng không nhanh lắm các bạn, 1400 thôi, 1400 dòng ha. 1400 dòng 1 phút ha. 1400 dòng 1 phút. À. Và nhắc lại nha, cái dạng này là quạt tản gió, thiết kế cái cánh nó hơi cong cong giống như quạt nhà của mình á. Thành thử ra cái gió nó ra nó mát mà nó êm, nó không có bị ù như kiểu như cái cánh quạt mà quạt hút ấy ha. Hoặc là những cái cánh mà nó bẻ cái gốc mà khí đồng học nó, cái cánh nó thẳng á, nó sẽ tạo cái âm thanh nó rất là ồn như cái động cơ máy bay á. Ù, nó đẩy gió mạnh lên ù. Ok. 1.200.000 cho cái quạt của Đức này. Ok. Giờ mình sẽ test cho các bạn nha. Rất là mát. Chắc chắn. Thì cái đợt này mình về được tổng cộng là 5 cây, 5 cây. Thì nói chung thì hàng bãi mà nó phải có trầy cấn cấn đồ nhẹ nhẹ, chuyện nó không thể tránh khỏi được các bạn. Hàng nó tháo máy mà về công nó thì không thể tránh khỏi cái vấn đề chạy trước rồi. Thì cái đợt này thì coi như là không hết luôn, hết hẳn rồi. Thì chắc chắn mình sẽ giữ lại một cây để mình lắp cho cái chỗ làm việc của mình, cho nó tản không khí, cho nó mát, khách hàng tới đây cảm giác nó thoải mái hơn trong cái thời tiết mùa hè oi ả của Sài Gòn ha. Điện một pha 220 nha các bạn. Một pha 220. Ok. Gió nghe rất là đã ha. Tuyệt vời luôn. Cái này mà về mình gắn thêm một cái chiếc áp nữa để mình điều chỉnh cái tốc độ của nó nữa thì xuống luôn ha, cho nó chạy riu nhẹ. Khúc nào mà muốn trời nóng dữ thì mình chỉnh lên cho nó tăng tốc độ lên, giống như kiểu cấp độ số trên cái chiếc áp trên những cái quạt thông thường của mình vậy đó. À, tuyệt vời luôn. Chỉ nghe tiếng gió thôi các bạn ha, chỉ có nghe tiếng gió thôi. Good. À, có 5 cái và tình trạng như nhau, mình sẽ Zalo 4 cái cho các bạn. À, sẽ giữ cho mình một cái để mình lắp. Thế thì cũng còn một vài cái sản phẩm đồ điện cũng như là đồ hơi nữa, tuy nhiên là cái thời lượng nó bị hạn chế và cũng như cái thời gian mình quay nó cũng rơi vào cái thời gian nó cũng hơi khuya, ảnh hưởng tới sợ ảnh hưởng tới hàng xóm thì nó cũng không hay, thì nên xin phép cứu lỗi với lại khán giả về cái chuyên mục đồ điện và đồ hơi. Mình sẽ chuyển nó qua cái video tiếp theo, giao lưu tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình TV Tool, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được một cái sản phẩm nó phù hợp, mang lại sự hài lòng cho các bạn trong cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.